Hello, hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay là một buổi chiều đầy nắng này các bạn. Mình lại ra vườn để tranh thủ tưới rau nha. Đấy, mình đã ra vườn rồi và mình bật chế độ tưới lên để cho vòi bơm nước đang phun đây này các bạn này. Đấy, đây là luống rau cải mình gieo mới được khoảng độ 14 ngày tuổi các bạn ạ. Mình gieo được 14 ngày rồi và cây thì đang lên rất là xanh tốt các bạn nha. Đất thì mình có trộn với trấu và phân gà ủ mục đấy các bạn. Cho nên là cái rau nhà mình ấy rất là xanh các bạn nha. Đấy thì để tưới cho vườn thì mình sử dụng cái vòi phun này các bạn này. Mình thật sự là không đủ sức để mà có thể tưới tay. Cho nên là mình phải lắp cái một vòi phun này để tưới cho vườn các bạn nha. Đấy, rất là tốn nước ấy. Sản lượng tiêu thụ nước của gia đình nhà mình khá là nhiều đấy các bạn nha. Dùng để tưới rau. Đấy. Hôm nay thì nhìn trời do là trời có chút nắng cho nên là vườn rau nhìn khá là xanh các bạn ạ. Đấy các bạn xem đây là luống rau 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 cải và rau dền đỏ nhà mình đấy các bạn nha. Đấy nhìn vườn hơi lộn xộn một chút bởi vì mình không có thời gian để dọn dẹp nhiều các bạn ạ. Mình chỉ có thể tranh thủ vào để tưới rau một chút và nhổ bớt một chút cỏ đi cho cây nó mọc thôi. Đấy, luống luống rau cải muối dưa này thì mình đã nhổ rất là nhiều vào để mình muối rồi, mình muối muối dưa rồi. Thế còn lại một chút thì trong buổi chiều nay thì mình sẽ nhổ hết vào để mình cái phần cải phần ngồng cải đấy thì mình sẽ luộc lên để chấm với trứng các bạn ạ. Thế còn phần lá và phần bẹ đấy thì mình sẽ muối dưa. Đây các bạn xem. Vườn khá là xanh nha các bạn, nhưng mà mình nhổ tỉa những cây to đi hết rồi. Cho nên là đây còn lại những cây còi thôi các bạn ạ. Hôm trước những cái lá của nó to như cái lá khoai ấy các bạn, như to như cái lá khoai môn luôn. Đấy, cái mặt của mình là một lá che được hết luôn các bạn ạ. Bên này thì mình đã trồng mấy cây bầu đây các bạn. Đấy, mấy cây bầu thì bắt đầu đang leo lên giàn rồi này các bạn này. Đấy, các bạn xem cây bầu, dây bầu khá là triển vọng nha các bạn. Đấy, bắt đầu leo lên giàn rồi, sắp tới thì hy vọng là cây bầu khỏe mạnh thì mấy hôm nữa mình lại có bầu ăn. Đấy, hiện tại thì chưa có các bạn ạ, nhưng mà hy vọng là một tháng nữa thì mình sẽ có bầu. Đấy, hệ thống tưới đang chạy rất là miệt mài các bạn nha. Đấy, nhìn khá là xanh vườn các bạn này, thích không? Đấy, đây là mảnh vườn mà cách ở nhà mình khoảng độ 4 km đây các bạn nha. Cách nhà mình 4 km thôi cho nên là mình chỉ có thể dành các cái buổi tối ấy các bạn, và những cái buổi chiều sáng hoặc chiều chủ nhật để mình vào mình làm vườn thôi. Còn những ngày bình thường thì mình phải đi làm từ sáng đến tối rồi, rất là bận. Đấy, nhưng mà mình rất là thích trồng trọt chăn nuôi cho nên là mình vẫn dành thời gian để quan tâm chăm sóc khu vườn của mình các bạn nha. Đấy, cây bầu đây, cây bầu rất là thích. Đấy, bên luống bầu này thì mình sẽ cho nó leo lên cái giàn này các bạn này. Cái giàn mình đã làm rồi, làm xong rồi nhưng mà bây giờ mới trồng được bầu đây các bạn nha. Bởi vì là mấy lần trước ấy mình trồng có bị cái con ốc sên nó cắn ngọn, rồi con bọ xít nó hút chích thân ấy, nó chết hết cây các bạn ạ. Đấy, đợt này thì mình mới trồng được đây, bây giờ nó mới leo lên giàn đấy các bạn này. Đấy, cái giàn khá là rộng. Bên này thì mình có trồng một cái dãy cà chua các bạn ạ. Đấy, mình trồng một dãy cà chua này, mình mới trồng được mấy cây cà chua. Và một bên thì mình trồng vài cây dưa chuột, thì không biết là có được ăn không, mình còn chưa biết. Thôi mình cứ trồng cho nó xanh vườn đã các bạn nha. Đấy, còn bên kia thì mình, các bạn nhìn thấy bên kia thì vẫn còn cỏ này các bạn này. Đấy, thế còn bên này thì đây, ba cái cây to cao cao này là cà chua đấy các bạn. Mình trồng cà chua quả to đấy. Đấy, sắp tới thì khi mà cây ra quả là mình sẽ review cho các bạn xem nha. Đấy, khi mà mình tưới là mình thường là tưới bật chế độ tưới khoảng 1 tiếng đồng hồ ấy, cho nó đẫm toàn bộ vườn luôn. Thế xong đó mình mới về các bạn ạ. Đấy, mình tưới, đã tưới không tưới thì thôi, mình đã tưới là mình tưới đậm. Tưới đậm bởi vì trời này ở miền Bắc thời tiết rất là hanh khô các bạn ạ, lại nắng nữa. Cho nên là rất là hanh khô và những cây rau rất là dễ bị thiếu nước các bạn nha. Cho nên là ngày nào mình cũng phải tưới. Thế bên này là cái luống cỏ mà mình chưa có thời gian để mình nhổ đấy các bạn nha. Thế còn bên này thì là cái luống mướp các bạn ạ, mướp hương đấy. Cây mướp hương mình mới trồng ở được 6 cây các bạn nha. Đấy, mình mới trồng 6 cây và mới trồng thôi. Cho nên là cái cây nó mới bén chân thôi các bạn ạ. Đấy, mới trồng được có 2 ngày à, cây mới bắt đầu mới bén chân thôi. Đấy. Thế còn bên cái luống bên cạnh này là cái luống cải cải bẹ đấy các bạn. Đấy, và các bạn nhìn xa xa nhỉ. Đấy, cái luống bạc cải bẹ xanh này các bạn này. Đây là mướp này. Đấy, mướp nha.
cây mướp hương đấy. Cây mướp hương mình mới trồng được 2-3 ngày thôi, cây bắt đầu vừa mới bén chân thôi đấy. Thì mướp hương này của mình cũng cho leo lên dàn chung cùng với dàn bầu luôn các bạn ạ. Đấy. Bên này thì mình có trồng được 2 cây su su đấy các bạn. Đấy, cái ngọn su su này các bạn này. Đấy, mình trồng được 2 cây su su rồi. Thì cũng cho leo chung dàn cùng với bầu mướp. Đấy, có 2 cây thôi các bạn nha. Mình mua mất 40.000 hai cái quả su su này để mình về mình trồng đấy các bạn ạ. Thế còn cái bên kia là mình luống cải bẹ xanh ấy các bạn. Luống cải bẹ xanh này của nhà mình thì mình đã nhổ mình ăn hết rồi. Mình nhổ ăn hết rồi còn đâu. Đấy, chỉ còn có mấy cây thôi. Mình nhổ ăn hết rồi, còn mấy cây thôi. Đấy thì mai kia mình nhổ mình ăn hết xong rồi mình sẽ cuốc lên để phơi đất các bạn nha. Đấy. Trồng rau ở dưới mặt đất thì mình sẽ trồng được nhiều hơn đấy các bạn. Mình trồng được diện tích lớn hơn so với dòng trồng trên sân thượng, và cái việc chăm sóc nó cũng đỡ vất vả hơn bởi vì mình có thể dùng vòi tưới tự động đấy các bạn. Đấy, cái luống này thì hôm qua mình mới ươm và trồng được mấy cây bí này các bạn. Mấy cây rau bí bò đấy các bạn, cây bí ngọn đấy. Mình định trồng để cho nó bò lan là cái luống này bởi vì mình rất là lười làm cỏ. Đấy, cỏ nó mọc rất là nhiều, mình rất là vất vả để cuốc cỏ các bạn ạ. Hai luống này thì mình đã gieo được mình đã trồng được cái một gieo được một ít cải bẹ muối dưa này các bạn này. Đấy, cây đang bắt đầu lên cây non rồi đấy các bạn nhìn thấy chưa? Có cây con này này. Đấy, cái con mới mọc. Đây là cây cải bẹ dưa này, cái vỏ của nó mình vẫn đang để đây này các bạn này để đánh dấu các bạn. Đấy, cái bẻ đây là cây con bắt đang mọc lên này. Cây mình mới gieo được có khoảng 4 ngày thôi. Thế còn bên này thì mình đang gieo ươm mấy cây cà chua và cây ớt sừng với lại cải cúc các bạn ạ. Mình gieo ươm thôi. Mình đã rắc hạt xong rồi các bạn nha. Đấy, mình đang tưới đẫm để tầm tưới xong rồi mình sẽ đậy bạt lại, mình sẽ phủ kín lại để cho kích thích cho hạt nảy mầm các bạn ạ. Đấy, đất thì mình đều trộn với trấu và phân gà ủ mục nha các bạn. Đất thì mình trộn trấu và phân gà ủ mục thôi. Thế còn bên này thì mình mới đánh bồng được mấy cái bồng này để mình trồng cây bí đó các bạn, cây bí ngọn ấy. Đấy, mấy cái chỗ này là mình trồng để chống cỏ mọc thôi các bạn ạ. Cỏ mọc quá là nhiều luôn ấy, mình mới phát quang đi, mình đánh tạm vun tạm vào đây rồi mình trồng mấy gốc bí này các bạn này. Đấy, dưới mình cũng trộn với trấu và phân gà rồi nha các bạn. Cho nên là dưới nhìn đất thì là cằn cằn thế này thôi, nhưng mà bên trong là mình đã trộn phân rồi các bạn nha. Mình đã trộn tỷ lệ 10% phân và 30% trấu, còn lại là đất các bạn ạ. Đấy, mỗi một cái bồng này là mình đều trộn như thế, mỗi một bồng này nhìn thế thôi mình cho 1 cân phân rồi đấy các bạn nha. Đấy, đây này. Đấy, cây bí đấy các bạn, mình mới trồng thôi. Bên này thì mình trồng cái cây xà lách xoăn đấy, cây xà lách quấn đấy các bạn. Cây xà lách quấn rau vụ đông ấy, mình mua mấy lần hạt thì để mua mấy lần cây giống đều chết các bạn ạ. Nên là mình quyết định mình ươm cây, tự mình ươm xong mình tự trồng thôi. Mấy bụi xả này thì nhà mình đã thu hoạch nhiều lần rồi các bạn nha. Đấy, đây là toàn cảnh cái vườn rau của nhà mình đấy các bạn nha. Đấy, bao phân đây mình vẫn còn để đây. Đấy, mấy cây hoa cúc vạn thọ Pháp đây các bạn này. Đấy, mình vứt lay vứt lóc và nó cũng tự lên đấy các bạn nha. Mấy hôm nữa thì mình sẽ gieo ươm hạt để chuẩn bị cho vụ Tết. Thế còn đây là luống rau cải thảo các bạn ạ. Cải thảo mình cũng vừa mới trồng xong. Đấy, cây cũng chưa được tốt lắm các bạn nha. Cây mới bén chân thôi. Bên này là luống hành các bạn ạ. Hành lá đấy các bạn. Hành lá mình trồng từ cái gốc ăn thừa ở nhà mình ấy. Mình mua hành ở chợ xong mình về mình dâm xuống đây các bạn nha. Đấy, phần gốc mình dâm xuống đây, cây cũng đang lên rồi đây. Vừa mới mình tưới xong mình dẫm vào mình tỉa nó tát hết lá này các bạn này. Đấy, nhưng mà để mai nó lại lên thôi các bạn nha. Đấy, hành đây, hành đang đẻ nhánh rất là tốt đây các bạn nha. Đấy, lá nó bị táp xuống, nó bị dí xuống là do tại vì mình đi qua đi lại ấy, xong mình nhổ cỏ đấy, mình chạm vào cái hành lá nó rất là yếu và giòn. Đấy, mình động vào là nó ngả nằm nó ăn vạ luôn đấy các bạn nha. Đấy, thế còn bên này thì mình mấy cây khoai mình mọc nó tự mọc đấy các bạn. Thế còn cái luống rau cải này thì là cái luống rau cải bẹ xanh ấy, mình trồng để mình nhà mình ăn thôi. Tất cả cái vườn rau này nhà mình thì chỉ phục vụ gia đình nhà mình ăn thôi các bạn nha, cùng với các em của mình ấy, các em mình nó thích thì nó vào nó nhổ thôi, chứ mình không có kinh doanh buôn bán gì nha các bạn. Nếu mà tính kinh doanh thì lỗ nặng các bạn ạ, công chăm sóc rất là nhiều các bạn ạ. Đấy, trồng rau nuôi gà là niềm đam mê của mình các bạn ạ, cho nên là mình rất là thích.
Các bạn xem kênh thì nhớ ủng hộ mình bằng cách nhấn đăng ký kênh nha. Chào tạm biệt các bạn nha.